Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy Mazda 2 giảm giá bán 55 triệu đồng Tăng sức ép lên Toyota Vios Sức ép quá lớn về doanh số trước các đối thủ Khiến cho Thaco Trường Hải tiếp tục giảm giá bán Cho mẫu xe hạng B Mazda 2 lên tới 55 triệu đồng Ở phân khúc xe hạng B Mazda 2 cạnh tranh với các đối thủ Trong cùng phân khúc như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Estrich hay là Kia Soluto. So với các đối thủ cạnh tranh kể trên, doanh số của Mazda 2 khá eo uột và dường như lép vế trước hai người dẫn đầu là ông vua doanh số Vios hay là Hyundai Accent. Cụ thể, doanh số quý 1 của năm 2020 của Mazda 2 chỉ là 552 xe, trong khi Toyota Vios là 6 xe, Hyundai Accent là 4.440 xe, Kia Soluto cũng có doanh số là 1 xe. Để cải thiện doanh số, mới đây, Thaco Trường Hải tiếp tục giảm giá bán cho Mazda 2 lên tới 55 triệu đồng, tặng kèm quà tặng gồm có phim cách nhiệt, thảm lót sàn, gói bảo dưỡng 3 năm hoặc là 50.000 km cùng nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị khác. Với gói ưu đãi này, giúp cho Mazda 2 trở thành mẫu xe có mức giá hấp dẫn ở phân khúc hạng B, khởi điểm chỉ từ 479 triệu đồng. Chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, phiên bản nâng cấp Mazda 2 2020 bán ra với hai phiên bản là sedan và hatchback. Giá bán của Mazda 2 mới tại thời điểm ra mắt. Mazda 2 2020 bản sedan 1 lít rưỡi AT có giá 509 triệu đồng. 1.5 Delete có giá 545 triệu đồng. 1.5 Premium giá 649 triệu đồng. Mazda 2 2020 Sport bản 1.5 Delete giá 555 triệu đồng. 1.5 Luxury giá 609 triệu đồng và bản 1.5 Premium giá 665 triệu đồng. Về khả năng vận hành, động cơ của Mazda 2 2020 là loại máy xăng Skyactiv-G dung tích 1.5 có công suất 110 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm kết hợp hồ số tự động 6 cấp. Thiết kế của xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt kích thước lớn đi kèm là họa tiết mới trông khá bắt mắt cụm đèn pha led phía trước chìm vào thân xe và vuốt ngược về phía sau, liên mạch với đường viền chrome được tạo hình đặc trưng Nature Wing. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 16 in dạng 8 chấu kép. Mazda 2 2020 được trang bị hệ thống đèn led thích ứng thông minh với tính năng điều chỉnh cường độ và phạm vi chiếu sáng theo tốc độ được chia nhỏ thành 20 phần chiếu sáng độc lập, tầm chiếu sáng xa nhất lên tới 235 m. So với thế hệ cũ, Mazda 2 2020 được nhà sản xuất bổ sung hàng loạt tiện ích như màn hình hiển thị thông tin HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, gương tự động chống chói, giúp cho người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng trong tầm tay. Các tính năng an toàn nổi bật của xe vẫn là hai túi khí an toàn, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chạch làn đường, tính năng lưu ý người lái, nghỉ ngơi. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công